Lượt Huawei hoãn bán smartphone màn hình gập Mate X. Một phát ngôn viên của Huawei đã cho biết hãng công nghệ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện thêm các thử nghiệm để đảm bảo rằng Mate X, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Huawei sẵn sàng cho người dùng. Người này cho biết Mate X sẽ nhắm đến thị trường toàn cầu và ưu tiên đặc biệt những thị trường nào hỗ trợ mạng 5G, khi Mate X là một trong những smartphone đầu tiên của Huawei hỗ trợ mạng 5G. Giải thích cho lý do hoãn bán ra Mate X và tiếp tục thử nghiệm sản phẩm. Đại diện của Huawei cho biết hãng đã cảnh giác hơn sau khi sự cố Samsung gặp phải với Galaxy Fold, khi chiếc smartphone màn hình gập của Samsung gặp lỗi khiến màn hình sớm bị hư hỏng và nứt vỡ chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. "Chúng tôi không muốn bán ra một sản phẩm sẽ phá hủy danh tiếng của mình", phát ngôn viên của Huawei cho biết. Mate X là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Huawei được giới thiệu hồi tháng 2 và dự kiến sẽ được bán ra thị trường vào tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên sau đó Huawei đã đổi kế hoạch bán ra sản phẩm vào tháng 6 giờ đây với việc tạm hoãn bán ra chiếc smartphone này, nhiều khả năng người dùng sẽ phải chờ đến tháng 9 mới có thể sở hữu chiếc smartphone có giá bán lên đến 2.600 đô la Mỹ này. Mặc dù Huawei khẳng định việc tạm hoãn bán Mate X là để kiểm tra đảm bảo sản phẩm không gặp sự cố nào khi đến tay người dùng, giới công nghệ lại cho rằng việc Huawei tạm hoãn bán ra chiếc smartphone màn hình gập của mình là vì những lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ nhằm vào Huawei trong thời gian gần đây. Hiện vẫn chưa rõ Mate X sẽ sử dụng nền tảng Android của Google khi được bán ra thị trường. Hãy sẽ phải sử dụng nền tảng di động của riêng Huawei thiết kế vì lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng tin CNBC thì Mate X vẫn sẽ được hoạt động trên nền tảng Android vì sản phẩm được ra mắt trước thời điểm Huawei bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen. Không loại trừ khả năng Huawei tạm hoãn bán ra Mate X để có thêm thời gian trang bị nền tảng di động của riêng mình lên sản phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Google. Tuy nhiên vì lý do gì khiến Huawei phải tạm hoãn bán ra Mate X đi chăng nữa thì đây được xem là tin buồn với những ai trông đợi vào phân khúc smartphone màn hình gập, khi mà hai chiếc smartphone được trông đợi nhất phân khúc thị trường này là Galaxy Fold của Samsung và Mate X của Huawei đều chưa thể đến tay người dùng sau nhiều tháng được giới thiệu. Trước đó Samsung cũng đã phải tạm hoãn bán ra Galaxy Fold chỉ ít ngày trước khi sản phẩm chính thức được lên kệ vào cuối tháng 4 cho đến nay Samsung vẫn chưa thông báo thời điểm cụ thể bán trở lại chiếc smartphone màn hình gập của mình và nhiều nhà mạng cũng như nhà bán lẻ đã trả lại tiền cho người dùng đặt trước để mua Galaxy Fold. Câu hỏi đặt ra vào thời điểm hiện tại là liệu smartphone màn hình gập có thực sự là một xu hướng mới của thị trường smartphone, hay sẽ chỉ là một quả bom xịt trên thị trường công nghệ? Tê Thùy